Vâng xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với buổi hướng dẫn cập nhật phần mềm à, xử lý những cái tình huống mà anh chị thường gặp phải trong quá trình à, à, nhập liệu trên phần mềm kế toán ACMN. thì Ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục hướng dẫn anh chị cách để thiết lập một số những cái tính năng cơ bản ở trên phần mềm. Khi mà phần mềm anh chị đã được cài đặt ở trên máy tính thì có một số những cái thiết lập mà cơ bản mà bên em đã thiết lập sẵn cho anh chị rồi tuy nhiên trong cái quá trình sử dụng thì mình có thể thiết lập lại để phù hợp với lại cái nhu cầu sử dụng của từng doanh nghiệp. Và nội dung đầu tiên thì em sẽ hướng dẫn anh chị cách để định dạng cái số thập phân, có nghĩa là cái số lẻ ở sau cái ví dụ như là cái phần số lượng hoặc là đơn giá, có những cái doanh nghiệp họ sẽ thường là sử dụng cái đơn giá hoặc là số lượng lẻ thì trên phần mềm Aceman sẽ thiết lập như thế nào cho ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn anh chị. Đầu tiên thì anh chị vẫn sẽ thực hiện đăng nhập vào phần mềm ACMAN. Ở phần thiết lập định dạng số phẩy lẻ sau cái dấu phẩy thì anh chị sẽ thực hiện ở trong cái phần mục đó là mục số dư đầu kỳ. Anh chị sẽ thực hiện chọn ở mục kế toán. Trong phần kế toán thì sẽ chọn cái tính năng đó là số dư đầu kỳ. Ở phần số dư đầu kỳ thì có bên phần mềm Excel thì đã thiết lập tất cả những cái tài khoản cho anh chị rồi. Và lưu ý giúp em thì khi mà anh chị thiết lập cái định dạng số thập phân thì anh anh chị định dạng theo tài khoản nào thì nó chỉ thực hiện ở trên tài khoản đó nó sẽ không thiết lập một cái tài khoản cho tất cả những cái tài khoản còn lại. Cho nên nhiều anh chị uh, thiết lập ở trong cái phần ví dụ như là tài khoản kho, anh chị hạch toán tài khoản kho. Đến lúc mà anh chị bán hàng ra ghi nhận cái tài khoản doanh thu mà anh chị chưa thiết lập ở cái tài khoản doanh thu thì nó cũng sẽ không nhập được. Cho nên ở cái phần này thì nó sẽ thiết lập từng tài khoản một. Em ví dụ trường hợp mà anh chị có sử dụng cái tài khoản kho chẳng hạn Uh, tài khoản 152. Ở đây em ví dụ như là tài khoản 152 để thiết lập được cái định dạng số thập phân như thế này. Thì anh chị sẽ tích nút vào cái tài khoản 152. À, sau đó thì uh, phần mềm nó sẽ ra hiện ra một cái bảng chi tiết là danh sách dữ liệu tài khoản 152. Thì trong cái phần này, anh chị sẽ thực hiện chọn cái mục định dạng. Ở bên tay phải uh, trên cái uh, thanh công cụ nó có mục định dạng, anh chị sẽ tích vào đây. Và phần thiết lập định dạng này nó sẽ có cái phần đó là đơn giá số lượng thành tiền và hệ số quy cách và loại phân cách. Nên lưu ý cái phần loại phân cách thì bên em đã để là định dạng theo đúng cái chuẩn của Việt Nam, đó là dấu chấm. Trường hợp mà anh chị muốn thiết lập về phần số lượng đơn giá hoặc thành tiền thì mình sẽ chọn cái mục N tương ứng. Ví dụ như mình muốn thiết lập đó là đơn giá có phải lẻ ở đằng sau và sau dấu phẩy bao nhiêu số thì sẽ chọn cái mục n tương ứng ban đầu thì phần mềm nó sẽ để định dạng là n0 thì anh chị có thể nhìn ở cái phần bên cạnh nó sẽ không có cái phần định dạng ở đằng sau nếu mà anh chị muốn thiết lập định dạng ở phần đơn giá là N1 thì anh chị sẽ chọn một số sau dấu phẩy một số thì anh chị sẽ chọn là một N1 à, tương ứng ở bên tay phải nó sẽ sẽ sau cái dấu phẩy nó sẽ là N1 và muốn sau dấu phẩy 2 hoặc 3 hoặc là nhiều số thì anh chị sẽ chọn n tương ứng và ở đây thì phần mềm đang để tối đa là 6 số. Anh chị sẽ chọn mục tương ứng như vậy, ví dụ muốn sau dấu phẩy 3 số chọn N3. Và tương tự đối với cái phần số lượng thì anh chị cũng sẽ chọn tương ứng N. Cái mục N tương ứng như thế này. Và ở phần thành tiền thì cũng như vậy. Tuy nhiên thì anh chị lưu ý dụ em đối với cái tài khoản doanh thu. Tài khoản doanh thu thì thường thì tiền thì nó sẽ không có phải lẻ. Nó sẽ không có số phẩy lẻ đằng sau, cho nên là ở trong cái phần này thì để cái mục đó là n0 nó sẽ chuẩn nó sẽ chuẩn đúng hơn. Đó là phần thiết lập định dạng cái số thập phân. Phần tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn anh chị thiết lập mục đó là tài khoản sử dụng hóa đơn. Ở phần tài khoản sử dụng hóa đơn thì anh chị cũng sẽ thực hiện ở trong cái mục đó là cái thanh công cụ phần hóa đơn này. Trong cái phần hóa đơn thì nó sẽ có những cái tài khoản mục là tài khoản sử dụng hóa đơn. Sau khi mà anh chị đã thiết lập mẫu ký hiệu quản lý số lượng hóa đơn thì bên em đã có cái video hướng dẫn ở cái phần tạo mẫu và quản lý số lượng hóa đơn rồi. Thì ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn anh chị cách để thiết lập cái tài khoản sử dụng hóa đơn. Phần mềm ACMAN khi mực mới cài đặt ban đầu thì đang để mặc định là cái tài khoản doanh thu 5111. Trường hợp anh chị muốn sử dụng những cái tài khoản doanh thu khác Ví dụ như là năm hai năm ba Hoặc là anh chị sử dụng cái tài khoản 711 để bán hàng thanh lý Thanh lý tài sản thì Trước tiên anh chị muốn thiết lập ở trong cái phần tài khoản sử dụng hóa đơn như thế này Thì mình sẽ phải vào cái phần số dư đầu kỳ Để kiểm tra trước cái tài khoản doanh thu Bởi vì tài khoản doanh thu khi mà anh chị thực hiện bán hàng Thì nó sẽ phải được đăng ký ở cái mục đó là đăng ký loại 9 À, chi tiết doanh thu quản lý bán hàng. Và anh chị sẽ vào cái phần số dư đầu kỳ này, kiểm tra anh chị muốn sử dụng tài khoản doanh thu nào. Thì mình sẽ kiểm tra tài khoản doanh thu đó, xem là đã được đăng ký chi tiết loại 9 chưa. Ví dụ như là ở đây, tài khoản 511, 512 và 513 ở trên data này em đã đăng ký rồi. Thì mình có thể vào cái phần tài khoản sử dụng hóa đơn, mình cứ thế chọn và thêm mới. Trường hợp mà anh chị sử dụng tài khoản doanh thu khác, như là 5118, ở đây là chưa có đăng ký. Hoặc là cái tài khoản doanh thu 711 đối với những trường hợp mà doanh nghiệp có cái bán thanh lý tài sản chẳng hạn ở trong đây anh chị chưa thiết lập ở cái mục này thì khi mà anh chị vào cái phần tài khoản sử dụng hóa đơn anh chị thêm mới thì nó sẽ báo lỗi em ví dụ như thế này đây em sẽ hạch toán ví dụ như là 7111 nó sẽ báo như thế này là tài khoản không hợp lệ có nghĩa là tài khoản này anh chị chưa đăng ký loại 9 doanh thu bán hàng cho nên là nó không cho anh chị thiết lập và khi mà anh chị thiết lập mà báo lỗi như thế này thì mình sẽ vào trong cái phần quản lý số dư độc vào phần số dư đầu kỳ để mình đăng ký chi tiết cái tài khoản đó anh chị sẽ thực hiện tích nút sửa sau đó tích vào cái tài khoản 711 chọn đăng ký chi tiết à, sau đó thì mình sẽ chọn là loại đăng ký chi tiết tài khoản đó là loại 9 doanh thu bán hàng và sau đó thì anh chị sẽ ấn chấp nhận khi mà anh chị ấn chấp nhận thì cái cột đăng ký này hiện lên chữ z và trong cái phần nội dung đăng ký chi tiết à, sẽ hiện ra cái thông tin đó là loại 9 đăng ký chi tiết quản lý doanh thu bán hàng như thế này thì đã đã đăng ký xong cho cái tài khoản bảy mươi một này rồi thì lúc này anh chị có thể vào trong cái phần tài khoản sử dụng hóa đơn và sau đó thì mình sẽ nhập lại sẽ xóa cái thằng này đi và thao tác lại từ đầu À, hiện tại trên cái data này mới chỉ dùng cái tài khoản năm một anh chị muốn dùng tài khoản nào thì anh chị sẽ tích vào thêm mới, chọn đúng cái mẫu ký hiệu hóa đơn mà anh chị đang sử dụng cho cái năm tài chính đó và mình sẽ tích vào trong cái ô vuông này trước cái mục uh, hóa đơn giá trị gia tăng đấy ạ và sau đó ấn chấp nhận. Khi mà anh chị đang thêm mới mà nó có báo cái thông tin này sau đó ấn chấp nhận nó không ra cái thông tin, không ra cái dòng thông tin ở phía dưới thì mình sẽ vào trong cái phần hóa đơn kiểm tra xem cái mẫu này mình đã thiết lập chưa. Đây hiện tại em đang sử dụng cái mẫu là 01GTKT2 và hiện tại thì bây giờ đang chuyển sang cái hóa đơn thông tư 78 rồi thì em sẽ làm luôn cái mẫu hóa đơn theo thông tư 78. Đây em sẽ làm lại cái phần tạo mẫu ạ. Trong phần này thì nó chưa có cái tạo mẫu cho nên là khi mà anh chị chọn thêm mới thì nó sẽ báo nó không có cái thông báo gì có nghĩa là anh chị chưa tạo mẫu ký hiệu hóa đơn cái này thì em sẽ làm qua thôi bởi vì đã có video hướng dẫn chi tiết về cái phần tạo mẫu ký hiệu rồi đây là phần tạo mẫu này và tạo mẫu xong thì sẽ sang phần quản lý số lượng hóa đơn và thêm mới nhập đầy đủ thông tin các cột Anh chị sẽ nhập đầy đủ các thông tin như thế này. À, sau đó thì tích vào ô sử dụng. Khi mà anh chị tích vào cái ô sử dụng này thì toàn bộ những cái tài khoản doanh thu mà anh chị đang ở cái mục tài khoản sử dụng hóa đơn ấy nó sẽ nhảy, nó sẽ nhận lại cái mẫu ký hiệu hóa đơn này, nó sẽ có cái thông báo là một mẫu là một uh, ký hiệu là C23TAC. Anh chị ấn chấp nhận. Thì lúc này anh chị quay sang cái phần tài khoản sử dụng hóa đơn nó sẽ đây trước cái dòng này của em đó là cái mẫu ký hiệu hóa đơn của thông tư 32 thì bây giờ nó đang chuyển sang cái thông tư 78 rồi đây anh chị sẽ thực hiện là bây giờ anh chị sử dụng cái tài khoản 711 thì anh chị sẽ ấn thêm mới này à, sau đó chọn đúng mẫu ký hiệu hóa đơn sau đó ấn chấp nhận đó khi đó thì sẽ có cái dòng thông tin thứ hai và anh chị sẽ nhập ở cái cột tài khoản có là 711 và lúc này nó sẽ không báo lỗi nữa tương tự anh chị dùng những cái tài khoản doanh thu khác thì mình cũng thể sẽ thêm mới lần lượt và tương tự như vậy ở phần số dư đầu kỳ anh chị đăng ký chi si tiết tài khoản nào thì anh chị thêm mới ở đây nó sẽ không báo lỗi nữa sau khi mà anh chị đã thiết lập cái tài khoản sử dụng này xong rồi thì có thể quay sang phần nghiệp vụ phát sinh để hạch toán cái tài khoản những cái tài khoản mà anh chị đã thiết lập thì lúc đó nó sẽ có đối với những doanh nghiệp mà họ dùng hóa đơn giá trị gia tăng khi mà anh chị không thiết lập ở cái phần này mà anh chị hạch toán luôn thì nó sẽ báo có một cái thông báo đó là chưa thiết lập mẫu ký hiệu đấy và lúc này thì trên cái hóa đơn nó sẽ là hóa đơn bán hàng đây em ví dụ như thế này nhá đây em bỏ cái tài khoản năm một đi khi mà chưa thiết lập cái tài khoản năm một anh chị vào trong cái phần này anh chị nhập thì nó sẽ có một cái thông báo và lúc này thì nó sẽ là hóa đơn bán hàng. Nó sẽ không có cái phần thuế giá trị gia tăng, cái phần thuế suất để cho anh chị nhập. Đây em ví dụ như em sẽ hạch toán cái tài khoản là doanh thu năm mùa một Chắc là do đường truyền mạng nó hơi kém cho nên là máy em nó hơi chậm một chút. Nên chị thông cảm nhé. Đây em sẽ hạch toán cái nghiệp vụ doanh thu 511. khi mà anh chị không chưa thiết lập cái tài khoản doanh thu ở phần uh, thiết lập thì nó sẽ khi mà anh chị hạch toán bút toán doanh thu nó sẽ thể hiện cái hóa đơn bán hàng anh chị để ý ở trên cái phần trên cùng bên tay phải nó có cái phần mẫu hóa đơn ký hiệu hóa đơn nó đang bỏ trống và số hóa đơn nó đang là không không và ở cái phần thuế xuất khi mà anh chị muốn thiết lập muốn chọn cái thuế xuất cho cái mặt hàng đó thì nó sẽ báo lỗi và khi mà anh chị gặp cái trường hợp như thế này thì có nghĩa là mình chưa thiết lập cái tài khoản sử dụng hóa đơn cho cái tài khoản năm một một như thế này thì lúc đó anh chị sẽ vào thao tác uh, thiết lập tài khoản sử dụng hóa đơn chọn đúng mẫu và anh chị nhập như thế này khi mà anh chị thiết lập xong rồi thì anh chị có thể ra phần nghiệp vụ để thử lại cái tài cái tài khoản doanh thu đó để em sẽ xóa đi và nhập lại thì lúc này nó sẽ không báo lỗi như này thì anh chị sẽ hiện uh, nhìn thấy ở trên cái màn hình thì lúc này nó sẽ thể hiện nó là hóa đơn giá trị gia tăng và thể hiện nó có mẫu ký hiệu hóa đơn và cái phần thuế suất này anh chị nó sẽ thể hiện ra các loại thuế suất cho anh chị chọn đối với, tương ứng với trên cái hóa đơn mà hàng của dây, uh, của đơn vị mình. Và đó là phần hướng dẫn thiết lập cái tài khoản sử dụng hóa đơn. Em xin sang uh, chuyển sang phần tiếp theo đó là thiết lập đồng bộ hệ thống mã Em giải thích qua một chút về cái, cái phần thiết lập hệ thống đồng bộ mã. Đồng bộ mã thì có nghĩa là mã của cái tài khoản này nó phải nó sẽ là tài mã của cái tài khoản kia đồng bộ hai tài khoản. Nó nghĩa là mã của hai cái tài khoản đó nó sẽ giống nhau. Và lưu ý giúp em đồng bộ mã thì nó chỉ là đồng bộ cái mã đối tượng thôi. Chứ ví dụ trong trường hợp ví dụ anh chị đồng bộ tài khoản 156 với 511 thì nó mã của tài khoản 156 và tài khoản doanh thu 5111 nó sẽ giống nhau và để thiết lập cái đồng bộ mã thì anh chị sẽ vào cái phần chọn cái mục đó là thiết lập chung. Và sau đó thì anh chị sẽ tích vào cái phần thiết lập đồng bộ hệ thống mã. Ở phần này thì ACman cũng đã thiết lập sẵn cho anh chị một số những cái tài khoản đồng bộ với nhau như thế này. À, trong cái quá trình mà anh chị sử dụng và nhu cầu muốn đồng bộ những cái tài khoản nào thì mình sẽ vào trong phần này để thiết lập và lưu ý giúp em thì nó sẽ có hai cái cột đó là tài khoản gốc và tài khoản đích. Đồng bộ mã thì anh chị uh, lưu ý có nghĩa là cái tài khoản của anh chị muốn đồng bộ ấy. Thứ nhất là, là có một trong hai tài khoản nó không có phát sinh mã và không phát sinh nghiệp vụ. Trường hợp ví dụ như anh chị muốn đồng bộ cái tài khoản 1561 với lại tài khoản 511. Mà hai cái tài khoản này của chị khi mà chưa đồng bộ ấy mà nó đã có phát sinh rồi thì anh chị đồng bộ nó sẽ báo lỗi vì nó đã có mã đối tượng rồi và mã đối tượng của hai tài khoản này giống nhau à, khác nhau thì nó sẽ không cho anh chị đồng bộ chỉ cần một trong hai mã chưa có phát sinh thì anh chị sẽ đồng bộ được trường hợp ví dụ như tài khoản đã có phát sinh rồi thì anh chị sẽ lấy cái tài khoản đó là tài khoản gốc Em ví dụ trong cái trường hợp tài khoản đồng bộ tài khoản 1561 và tài khoản 511. Tài khoản 511 anh chị chưa có phát sinh ở trong cái phần nghiệp vụ này, chưa có cái mã đối tượng ở trong cái phần số dư đầu kỳ. Anh chị vào trong cái phần hai cái phần đó để kiểm tra xem là nếu mà trường hợp tài khoản 511 chưa có phát sinh gì. Và trong trường hợp tài khoản 156 đã có phát sinh kể cả là pha, nghiệp vụ phát sinh hoặc là cái phần uh, mã đ, đối tượng ở có cái phần số dư đầu ký ấy, đã có rồi, thì anh chị sẽ lấy cái tài khoản đã phát sinh đó để là tài khoản gốc. Lấy tài khoản đó làm tài khoản gốc. Và tài khoản đích là cái tài khoản đối ứng và anh chị muốn đồng bộ với cái tài khoản đó. À, trường hợp này thì em đã đồng bộ uh, tài khoản 1561 với 511 rồi. Ví dụ anh chị muốn đồng bộ với cái tài khoản Thông thường khi mà đối với những cái đơn vị mà họ vừa sản xuất và họ vừa thương mại hay sản xuất thì bên em đang đồng bộ với tài khoản là tài khoản 155 và tài khoản 5112. Đó, trong trường hợp ví dụ như là họ có sử dụng cái tài khoản 1521 họ nhập nguyên vật liệu về. Bây giờ họ trong cái quá trình nguyên vật nhập nguyên vật liệu về họ có thể đưa vào sản xuất và cũng có thể là họ muốn bán luôn, bán luôn cái nguyên vật liệu đó chẳng hạn. Thì trên phần mềm đang thiết lập như thế này thì bây giờ muốn thiết lập bán cái tài khoản sử dụng cái tài khoản 1521. Thì anh chị thiết lập như thế nào? Thì đầu tiên thì mình sẽ vào trong cái phần nghiệp vụ phát sinh. Kiểm tra cái tài khoản 1521. Anh chị sẽ chọn cả năm. À, kiểm tra xem cái năm đó đã có nghiệp vụ phát sinh của cái tài khoản 1521 ở bên nợ và bên có hay chưa. Bằng cách là anh chị sẽ vào cái phần lọc này. Nhập cái tài khoản 1521 bên nợ. À, sau đó ấn chấp nhận. Nếu mà không có thì anh chị sẽ sang 1521 bên có. Anh chị lọc như thế này nó không ra cái dòng này có nghĩa là cái tài khoản 1521 nó chưa có phát sinh. Và trường hợp mà đã có phát sinh rồi mà anh chị vẫn muốn cái đồng đồng bộ theo cái nhu cầu của mình thì bắt buộc mình phải xóa cái nghiệp vụ phát sinh đó đi. Đây là trường hợp thứ nhất là không có phát sinh. Phần thứ hai đó là anh chị sẽ vào trong cái phần số dư đầu kỳ để kiểm tra xem tài khoản 1521 này nó đã có mã đối tượng hay chưa. Đây như thế này là có mã đối tượng rồi. À, muốn đồng bộ với cái tài khoản hiện tại trên cái data này thì em đang đồng bộ với cái tài khoản 156 với lại 511 đó là bán hàng. Doanh thu bán hàng đồng bộ với tài khoản kho 156. sáu. bây giờ anh chị muốn xuất trực tiếp luôn từ cái tài khoản 152 thì mình sẽ đi thiết lập tài khoản 156 đồng bộ với tài khoản 152. Khi mà anh chị thiết lập đồng bộ 156 đồng bộ với 152 rồi mà 156 lại đồng bộ với tài khoản doanh thu 511 thì theo cái tính chất bắc cầu, có nghĩa là tài khoản 511 và 1521 nó sẽ đồng bộ mã với nhau. Thì lúc này anh chị có thể sử dụng được cái tài khoản 152 để xuất kho, bán hàng. Phần dư đầu kỳ, anh chị nếu mà đã có mã hàng như thế này rồi thì anh chị sẽ phải thực hiện đó là xóa mã, xóa cái mã này đi. Xóa mã và xóa nhóm đi. Và anh chị lưu ý giúp em nhé Trong trường hợp mà cái mặt hàng này của anh chị Nó có phát sinh của những cái năm trước Mà lại muốn đồng bộ của năm nay Thì lưu ý giúp em này Anh chị có thể xóa mã được Mã của cái đối tượng của từng năm Thì anh chị xóa được Thế nhưng mà cái nhóm này này Nhóm thì nó sẽ liên quan đến các năm Và nó sẽ chạy xuyên suốt Cho nên nếu mà những năm trước anh chị đã có phát sinh rồi Thì anh chị cũng sẽ không thực hiện đồng bộ được Bởi vì cái thằng 1521 này nó đã có những năm trước cho nên là không thể đồng bộ được. Thì đối với trường hợp như thế này, anh chị sẽ không đồng bộ được cái tài khoản mà năm 1521 với lại tài khoản doanh thu năm 1. Vậy thì anh chị sẽ chọn theo cái phương án khác, còn em mình sẽ sử dụng cái tài khoản doanh thu khác. Ví dụ anh chị có thể cho vào cái tài khoản doanh thu năm 118 chẳng hạn. Năm 118 mà anh chị chưa sử dụng thì có thể sử dụng tài khoản doanh thu đó. Về mặt bản chất thì anh chị có thể dùng tài khoản doanh thu nào cũng được đồng bộ. Cuối kỳ thì nó vẫn kết chuyển về cái tài khoản cấp tra, tài khoản 511, nó vẫn chỉ là cái tài khoản doanh thu. À, lúc này ở trong đối với cái data này của em thì nó không đồng bộ được với cái tài khoản 156, với tài khoản 152. Thì em sẽ sử dụng cái trường phương án khác, đó là sử dụng cái tài khoản doanh thu khác, không đồng bộ với tài khoản 511 nữa. Em sẽ đồng bộ với tài khoản doanh thu 5118. Và 5118 thì chưa có phát sinh có thể kiểm tra lại ở phần là số dư đầu kỳ. À lưu ý là năm một tám này anh chị lưu ý là nó chưa có đăng ký chi tiết thì mình cũng phải đăng ký chi tiết nhé. Đối với cái phần đồng bộ này anh chị vẫn phải đăng ký chi tiết. Đối với cái tài khoản doanh thu thì phải chọn đăng ký loại chín là doanh thu bán hàng. À, cái tài khoản này thì chưa có phát sinh gì thì anh chị có thể thực hiện đồng bộ tài khoản. 1521 với tài khoản doanh thu năm 18 Như em đã nói thì thằng nào phát sinh thì anh chị có thể lấy cái tài khoản đó làm gốc Ở đây thì tài khoản 152 đã có phát sinh mã rồi Thì anh chị sẽ lấy cái tài khoản đó để làm gốc 1521 Và tài khoản đích nó chính là tài khoản doanh thu tương ứng à, Khi này thì nó báo là có chắc chắn đồng bộ hay không Thì anh chị ấn yes à, Anh chị có thể quay lại cái tài mục số dư đầu kỳ là tìm đến cái tài khoản doanh thu năm 18 Lúc này thì mã của tài khoản 1521 nó sẽ chính nó sẽ đồng bộ với mã của doanh thu năm 18 Khi mà anh chị thêm ở tài khoản năm 18 thêm mã ở năm 18 hoặc là thêm ở cái tài khoản 152 thì nó sẽ tự động nó sẽ tự động hiện ra ở trong cái tài khoản còn lại. Đây em ví dụ em thêm một cái mã này. Đây, ví dụ em thêm cái mã là nhóm 1 mã 50. Ví dụ xi măng đi. Đây nhóm 1 mã 50 khi mà anh chị thêm ở tài khoản 511 này, anh chị có thể tra vào tài khoản 1521 thì nó cũng sẽ có cái mã đó. Đây ạ. Nó sẽ có cái mã thêm mới, nó sẽ hiện ra cái tài khoản 5112 đó là trường hợp một tài khoản nó đã có phát sinh rồi anh chị không đồng bộ được với tài khoản doanh thu năm một còn trường hợp khi nếu mà trường hợp một cái tài khoản một năm hai một của anh chị chưa có chưa có phát sinh thì anh chị có thể đồng bộ với tài khoản năm một một bằng cách là anh chị cũng sẽ tích vào thêm mới và lúc này cái tài khoản gốc nó sẽ là tài khoản một năm sáu và tài khoản đích nó sẽ là tài khoản một năm hai một sau khi mà anh chị đã thiết lập đồng bộ xong rồi và muốn xuất kho tự động Nghĩa vậy là anh chị hạch toán doanh thu thì có cái bút toán xuất kho xuất giá vốn tự động nó hiện ra luôn khi mà anh chị hạch toán ấy ạ. thì lúc này anh chị sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo đó là cái phần thiết lập xuất kho tự động ở phần thiết lập xuất ra kho tự động thì anh chị sẽ chọn ở cái mục đó là thiết lập xuất giá vốn Và sau đó thì anh, anh chị sẽ chọn này tích vào phần thêm mới Mục này thì anh chị chọn là có này. Diễn giải. Nhập cái thông tin diễn giải vào. Tài khoản nợ là tài khoản 632, nó là bút đặt tài khoản giá vốn. Tài khoản có chính là tài khoản kho của anh chị 1521 này và tài khoản doanh thu. À, vừa rồi thì em thiết lập đồng bộ tài khoản 1521 với lại tài khoản doanh thu năm tám cho nên ở cái phần này anh chị sẽ chọn nó là năm tám Nếu mà anh chị chọn cái tài khoản khác thì nó sẽ báo lỗi luôn như thế này đấy ạ. Có nghĩa là tài khoản hai cái 511 với 152 nó chưa đồng bộ với nhau mà anh chị thiết lập ở đây thì nó sẽ báo lỗi. Cho nên ở cái phần thiết lập đồng bộ anh chị chọn thiết lập tài khoản nào thì ở phần này anh chị chọn tài khoản đó, tài khoản doanh thu tương ứng. À, ví dụ như anh chị muốn thiết lập cái tài khoản là 501 và 156 và phần thiết lập đồng bộ cũng đã thiết lập rồi thì mình cũng sẽ thêm mới và nhập các thông tin ở, ở trong các cột tương ứng. Khi mà anh chị đã thiết lập như thế này xong rồi thì lúc này anh chị quay phần quay ra phần nghiệp vụ phát sinh à, thực hiện cái bút toán bán hàng à, có nhập chi tiết ở bên uh, trong của tài khoản doanh thu và chọn thuế xuất à, Sau đó thì anh chị ấn chấp nhận thì nó sẽ tự động uh, hiện ra bút toán suất ra vốn Em sẽ ví dụ một cái nghiệp vụ 5118. Tại vì tài khoản 5118 chưa sử dụng tích vào cái chưa thiết lập tài khoản sử dụng hóa đơn này cho nên nó vẫn thể hiện cái tài khoản hóa đơn bán hàng. Em sẽ sửa lại thành 5111. Anh chị sẽ chọn chi tiết ở đây. Mà lưu ý khi mà anh chị đã thiết lập xuất kho tự động thì bắt buộc trong kho có hàng thì nó mới cho xuất. Trường hợp này thì nó đang không có hàng. Nó sẽ kiểm tra xem có tài khoản nào có hàng hay không. Đây, tài khoản 152. Ở data này thì họ đang sử dụng tài khoản nhập ở qua cái tài khoản 152. Nó sẽ thiết lập tài khoản 5118. chuyển sang doanh thu năm tám để xuất kho từ tài khoản 1521. Anh chị khi mà anh chị hạch toán cái tài khoản doanh thu mà muốn biết là cái mã nào nó còn tồn còn tồn kho hay không ấy thì mình sẽ tích vào cái phần đây ạ, nó có mục là tính tồn kho đây. Anh chị tích vào đây thì nó sẽ thể hiện tất cả những cái mã nào nó còn tồn. Đây em ví dụ chọn ba mã này. Anh chị vẫn hạch toán cái bút toán doanh thu như bình thường. Chọn đầy đủ các thông tin, sau đó ấn chấp nhận. Đó, lúc này thì có bút toán xuất giá vốn. Khi mà anh chị đã thiết lập tự động rồi thì bút toán xuất giá vốn nó sẽ có tự hiện ra khi mà anh chị hạch toán xong cái bút toán doanh thu. Nó sẽ có hai cái bút toán tự động, một là bút toán thuế, hai là bút toán giá vốn. À chuyển sang phần tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn anh chị thiết lập phân bổ cái phần uh, chi phí sản xuất chung. Uh, thiết lập phân bổ chi phí sản xuất chung này thường thì sẽ liên quan đến bên đối với doanh nghiệp về bên uh, sản xuất. Hoặc là bên xây dựng. Để thiết lập cái phân bổ chi phí sản xuất chung thì anh chị vẫn vào phần đó là thiết lập chung này. Và ở phía cuối cùng nó có cái một thiết lập phân bổ chi phí chung này. Anh chị sẽ chọn vào đây. Ở trong phần này thì nó sẽ có hai cái phần anh chị lưu ý giúp em. Đó là cái phần kỳ phân bổ phân kỳ phân bổ thì nó sẽ có theo năm, theo quý hoặc là theo tháng, tùy theo nhu cầu của đơn vị thì anh chị chọn theo cái phương pháp nào thì mình sẽ tích vào cái phần đó và thông thường khi mà em hỗ trợ khách hàng thì hầu hết những doanh nghiệp họ đang họ sẽ sử dụng theo cái kỳ phân bổ đó là theo tháng, chủ yếu là dùng theo tháng. Thứ hai đó là loại phân bổ, thì có bốn cái loại phân bổ, thứ nhất đó là phân bổ theo nguyên vật liệu trực tiếp, phần thứ hai đó là theo nhân công trực tiếp, thứ ba đó là doanh thu và thứ tư đó là phân bổ theo tỷ lệ. Anh chị phân bổ theo cái loại nào thì mình sẽ thiết lập tương ứng. Thì cách thiết lập thì anh chị cũng sẽ vào cái phần thêm mới. Thì khi mà anh chị chọn cái kỳ phân bổ là loại 3 này. Thì khi mà thêm mới thì nó sẽ mặc định đó là kỳ phân bổ là kỳ 3. Kỳ ở cái loại số 3 này đó là phân bổ theo tháng. Và ở cái cột loại phân bổ tài khoản này bên em thể hiện tất cả những cái tài khoản ở đây rồi nếu mà trong trường hợp anh chị muốn phân bổ theo nguyên vật liệu trực tiếp thì mình sẽ chọn là tài khoản tài 1541 và nếu mà theo anh chị chọn theo cá nhân công trực tiếp thì mình sẽ chọn đó là 1542 à, trường hợp tiếp theo đó anh chị dùng theo cái tài khoản doanh thu thì anh chị dùng hạch toán tài khoản doanh thu nào thì mình sẽ sử dụng cái tài khoản doanh thu đó đây là ba cái phần uh, loại phân bổ ở trường hợp thứ tư đó là khi mà anh chị chọn theo cái phân bổ tỷ lệ thì mình sẽ tích vào đây sẽ tích vào cái phần tỷ lệ như thế này em sẽ hướng dẫn anh chị cách để thiết lập từng loại một ví dụ như là anh chị sẽ làm theo cái phương pháp đó là phân bổ theo nguyên vật liệu trực tiếp thì anh chị sẽ sẽ chọn tài khoản là 1541 tài khoản nợ anh chị sẽ hạch toán đó là tài khoản 1540 ở trường hợp anh chị cái chi phí sản xuất chung ấy thì anh chị sẽ tạo một cái mã chi phí sản xuất chung từ cái tài khoản thường thì sẽ dùng cái tài khoản 1547. Anh chị sẽ hạch toán tài khoản có 1547. Và lúc này thì anh chị sẽ thêm mới một cái mã đó là chi phí sản xuất chung ở đây. Trường hợp nếu mà chưa có thì anh chị sẽ vào cái phần số dư đầu kỳ để anh chị sẽ tạo mới. Ở ở data này thì chưa có cái phần chi phí sản xuất chung thì em sẽ thoát ra để vào thiết lập thêm một cái mã đó thì anh chị sẽ thực hiện ở phần số dư đầu kỳ. Tìm đến tài khoản 1547. À, tích đúc vào tài khoản 1547, chọn nhóm. Anh chị chọn cái nhóm, từng nhóm chọn một cái nhóm sau đó mình thêm mới một cái mã. Là tạo một cái mã đó là chi phí sản xuất chung chẳng hạn. Sau đó thì anh chị sẽ quay lại và thiết lập. Đây, lúc này thì mình sẽ chọn cái mã đối tượng. Đây, nó sẽ hiện cái phần đó là mã 171 chi phí sản xuất chung như thế này. Khi mà anh chị thiết lập như thế này rồi. Thì tất cả những cái đối tượng nó phát sinh ở trong kỳ nó sẽ phân bổ hết ra. Anh chị làm thiết lập như thế này xong rồi thì mình cũng sẽ quay ra cái phần uh, nghiệp vụ phát sinh uh, tích và phân bổ chi phí chung uh, sau đó tính giá thành nếu mà trong trường hợp đã sản xuất có tính giá thành à, đây là theo cái nguyên vật liệu trực tiếp còn trường hợp nếu anh chị muốn theo nhân công trực tiếp thì mình chỉ việc chọn ở đây thôi 1542 và cái phần uh, tài khoản nợ tài khoản có và mã đối tượng thì anh chị vẫn chọn cái tài khoản tương ứng như vậy À, lưu ý giúp em ở cái tài khoản à, phân bổ cái loại phân bổ à, theo cái tỷ lệ đối với tài khoản doanh thu thì anh chị cũng sẽ làm tương tự như vậy nhé anh chị sẽ chọn cái loại phân bổ ví dụ năm mùng một này năm mùng một hai năm một năm mùng một tám à, tùy theo cái nhu cầu sử dụng à, tài khoản doanh thu nào của của đơn vị thì mình sẽ chọn cái tài khoản đó à, phần phân bổ theo tỷ lệ thì anh chị sẽ tích vào cái mục 4 đây tích vào cái ô này thì nó sẽ ra phần này thì anh chị có thể cái phần nội dung diễn giả thì mình có thể uh, sửa lại và ở cái tài khoản là anh trong cái phần phân bổ theo tỷ lệ thì mình muốn phân bổ theo cái mã nào thì mình sẽ chọn cái tỷ lệ đây anh chị sẽ chọn từ một cái mã chi phí sản xuất chung mà anh chị muốn phân bổ cho những cái mã khác thì mình sẽ tích vào cái phần tỷ lệ chi tiết, tích vào cái mục ba chấm đấy ạ. ở trong cái kỳ thiết lập thì nó sẽ có theo tháng hoặc là theo năm, theo tháng. trong trường hợp mà anh chị chọn theo năm thì có nghĩa là một cái năm đó thì nó sẽ theo đúng cái tỷ lệ, à, à, các tháng nó sẽ theo đúng cái tỷ lệ mà anh chị thiết lập. À, ví dụ như anh chị chọn theo năm nhé. khi mà anh chị không tích vào theo tháng thì nó sẽ mặc định là theo năm. anh chị sẽ tích vào thêm mới này. ví dụ cái mã Chi phí sản xuất chung mà anh chị muốn phân bổ cho cái mã đối tượng uh, nhóm 124 hoặc là 129 này đó anh chị có nghĩa là trong cái năm 2023 nó chỉ anh chị chỉ muốn phân bổ cho hai cái mã này thôi hoặc là nhiều hơn thì anh chị sẽ chọn những cái mã tương ứng có nghĩa là mình phân bổ cho mã nào thì mình chọn cái mã đó đây ví dụ như là hai cái mã này à, lúc này mình sẽ chia theo tỷ lệ ví dụ như là đối tượng cái mã đối tượng này anh chị là tỷ lệ 50 và tỷ lệ còn lại nó cũng là 50 Nghĩa là phân bổ theo tỷ lệ 50-50 hoặc là theo 30-70. Tùy theo cái nhu cầu của anh chị muốn phân bổ như thế nào đó. Để cho nó phù hợp với lại cái uh, thực tế của doanh nghiệp. Thì anh chị sẽ chọn theo tỷ lệ như thế này. Và cái này thì nó sẽ phân bổ tỷ lệ theo năm. Còn trong trường hợp mà theo tháng, anh chị muốn thiết lập theo tháng thì anh chị sẽ tích vào đây. À, thiết lập theo tháng, ví dụ tháng 1. Ở trong cái tháng 1 này, thì anh chị đối với một cái mã đối chi phí sản xuất chung đó thì anh chị muốn phân bổ cho cái nhóm 124 này 129 ở trong nhóm một là chỉ phân bổ như thế này mình thiết lập 20 80 chẳng hạn Được chưa ạ sau đó mình chạy phân bổ ở cái tháng 1 sau đến tháng 2 thì mình không dùng hai cái đối tượng này nữa mình lại muốn phân bổ cho hai cái đối tượng khác thì lúc đó thì mình chọn tháng 2 vào lúc này thêm mới và chọn hai cái đối tượng khác là cũng thiết lập cái tỷ lệ như vậy Các tháng khác thì anh chị cũng sẽ làm tương tự như vậy, tháng 3, tháng 4 cho đến tháng 12, anh chị muốn phân bổ cho đối tượng nào thì mình sẽ chọn cái đối tượng và mình chia tỷ lệ tương ứng để sao tổng cái tỷ lệ đó ra 100%. Thì có nghĩa là anh chị đã thiết lập xong cái phần thiết lập chi phí sản xuất chung và sau đó thì sẽ quay ra cái phần nghiệp vụ phát sinh thực hiện cái mục đó là phân bổ chi phí chung và thực hiện tính giá thành trong trường hợp mà anh chị có sử dụng cái giá thành nhập kho.